Alright, giờ câu hỏi. Anh ơi, nếu mà phụ nữ gần 30 tuổi chưa tìm được người thật sự có thể cưới, mà gia đình cứ hối càng lớn tuổi càng khó tìm được người yêu, vì con trai bây giờ toàn tìm gái trẻ, vậy phải như thế nào ạ? Và nếu lỡ không tìm được thì ở luôn liệu có tốt không ạ? Em ơi, cái câu hỏi của em á, nó chứng tỏ là đây này nha. Thứ nhất á, là em nên nhớ là em 30 tuổi và em nghĩ rằng tất cả con trai bây giờ toàn tìm gái trẻ. Em ơi, nếu vậy mấy ông già 50 tuổi mà ông tìm em là gái trẻ. Em nên nhớ em 30 tuổi là em nằm trong nhóm gái trẻ chứ không phải gái già. 30 là trẻ, là trẻ nheo nhẽo, là con gái còn 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 thơm phức, thơm như muối mít vậy đó. Do đó là 30 tuổi là nhóm rất trẻ chứ không phải trẻ không. Em ơi, và có nhiều người đàn ông người ta tuổi ba mấy bốn mấy, người ta nhìn em giống như là phải nói là lấy cái tô mà hứng nước miếng á, hiểu không? Giống như là ha, trời ơi sao mà dễ thương, sao xinh xắn quá vậy đó, nó thơm như muối mít vậy đó. Do đó em ngồi em lo cái chuyện mà anh ơi, đàn con trai bây giờ chỉ biết là mê con gái trẻ là em sai lầm, và bản thân em đang là con gái trẻ mà em không biết. Ok, có cái chuyện này nè, là em chưa tìm người thật sự để cưới, có chuyện đó có gì đâu lạ. Bây giờ anh giả sử nha, bây giờ anh cho em một cái tương lai nha, có một cái thằng cha cưới em về, ok, rồi vài bữa tàn nhẫn đánh đập vô tâm khóc lóc, rồi sau đó một bụng mang bầu, rồi có bạn như hôm qua đi học là chồng đánh vào cái bụng bầu đó. Rồi bây giờ anh cho em hai cái viễn cảnh đó, là cái viễn cảnh bây giờ em đang sống tung tăng đó, và rồi sẽ có người nào đó đến tìm em sau này tính sau, và cái viễn cảnh là em lấy chồng xong bị đối xử tệ đó, người ta không yêu mình á, chồng ngoại tình, chồng đi chơi cô gái khác về rồi nhăn nhó. Em chọn cái viễn cảnh nào, em chọn cái viễn cảnh nào? Do đó là đừng đừng có một cách gấp gáp bước vào cái đó. Cuộc sống tình cảm nó là một cái thứ gì đó mà chúng ta phải làm đúng, nó phải là cái để nó giúp cho chúng ta hạnh phúc hơn, chứ nó không phải là cái mà chúng ta vào đó như một cái bẫy để rồi sau đó khóc. Nếu mà nó là một cái bẫy vào đó khóc thì nhảy vào cái bẫy nó làm gì? Hãy sống với cuộc sống của mình, hãy vui và hạnh phúc cuộc sống của mình, và sẽ có người đàn ông đến tìm em. Em ơi, 30 tuổi thơm như muối 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 mít, còn trẻ măng mà cứ lo già. Gia đình nói cái gì kệ gia đình, em sống cuộc sống của em. Hãy tìm cái niềm vui của mình và hãy sống hạnh phúc với cái điều đó. Đương nhiên mình không muốn độc thân suốt đời, nhưng mà khi em lăn tăn như vậy thì em mới là không hạnh phúc. Và chính em chấp nhận một cái hôn nhân tào lao thì sau này em sẽ khóc và em sẽ nói là ủa, cuộc sống hôn nhân tại sao khổ vậy, thà ngày xưa mình độc thân. Thật ra nếu em vui và em hạnh phúc sẽ có người đàn ông tới tìm em. Còn nếu em lăn tăn mà em nói ồ, gia đình nói em thì phải cưới, thôi vớt đại đi, đu què sức mẻ gì vớt đại đi, tại con trai bây giờ là nó khoái gái trẻ thôi, mình thôi 30 hơi vớt đỡ cha nào sức mẻ miếng cũng được, rồi về rồi mai mốt khóc rồi kêu là tình yêu là không có thật, kêu là hôn nhân là nấm mồ gì đó. Và nói cho em biết là tất cả những người lọt vào cái bẫy đó đều hối hận hết, do đó là em đừng đi vào cái bẫy đó để rồi hối hận. Ok, hãy sống với cuộc sống của mình, hãy tìm được cái hạnh phúc của mình đi, rồi cái người đàn ông nó sẽ tới tìm em. Đừng lo chuyện đó, đừng lăn tăn chuyện đó, nghe anh đi, đừng làm tầm bậy. Ok, quen nhau hơn 4 tháng bạn trai cứ đòi mình phải chủ động nói chuyện thì phải làm sao đây anh? Nếu như mà anh ta là người chủ động quá nhiều, tức là anh ta chủ động giả sử hiện tại là 95%, 100%, 90%, thì anh ta nói điều này là chính đáng. Tuy nhiên anh ta không nhất thiết là đòi em chủ động hết đâu, mà anh ta chỉ muốn nhìn thấy ở em một cái sự công nhận là em cũng thích anh ta, cũng có tình cảm với anh ta, và anh ta chỉ nhìn thấy điều đó qua cái việc em chủ động. Do đó là em nên làm gì? Ở trong cái lớp đường đến trái tim chàng, bạn nhớ cái đường màu hồng nó nằm gần cái đường màu đỏ đúng không, và chúng ta đầu tư một cách tương ứng đúng không. Do đó nếu mà em từ nào giờ để anh ta chủ động 100% và 4 tháng đã là một thời gian đủ lớn, thì em nên có một cái mức độ chủ động tương đối. Giả sử anh ta 8 thì em 2 chẳng hạn, và điều đó là hợp lý. Hay là mỗi khi mà anh ta kêu anh chẳng thấy em chủ động cái gì, nó ồ em quên mấy nay em quên chủ động, thôi bây giờ em chủ động nha, thôi bây giờ em chủ động nè, thôi bây giờ mình đi chơi đi, em rủ anh đi chơi nha đó, rồi sau đó em lùi lại từ từ một chút, tức là em để anh ta chủ động. Tuy nhiên em phải có một cái mức độ chủ động tương ứng, chứ không phải lúc nào người đàn ông chủ động trap trap. Tại vì cái sự chủ động của em trong cái giai đoạn 4 tháng, nếu tình cảm xây tới mức này, thì cái sự chủ động của em ở mức 20% nó không được coi là em đeo đuổi, nó không được coi là em chủ động. Em anh ta vẫn là người chủ động, nhưng mà em có một cái mức độ hợp lý để công nhận anh ta và cho anh ta thấy là mình cũng có tình cảm và mình hứng thú với mối quan hệ này. Còn nếu như em hoàn toàn không chủ động, anh ta sẽ có cảm giác là hình như anh ta bơi con mình, anh ta giống như là anh ta bơi ngoài biển con mình, mà em thì ngồi trên lưng anh ấy, bơi anh bơi anh mệt quá, anh không thấy em có hứng thú gì, anh không thấy em coi như là vui với mối quan hệ này, và điều đó nó làm anh ta tụt cảm giác. Đó là lý do tại sao anh ta nói như vậy. Còn nếu như mà em cảm giác là em đã chủ động ở một mức độ đủ rồi mà anh ta vẫn đòi em chủ động hơn,
thì có thể rằng ở mối quan hệ này nó có cái gì đó nó wrong rồi nha. Và tại vì em viết câu rất là ngắn vậy đó, anh chỉ trả lời được tới đó thôi, không biết là còn cái gì nữa không. Đúng rồi, thơm như muốn mít, 30 tuổi thơm như muốn mít, thơm mà thơm phức luôn, mít mít vừa chín. Trời ơi, 30 tuổi mà lo già. Em ơi, cái đó tổ lô, đừng nghe gia đình. Con cái cuộc sống hôn nhân người ta, cuộc sống tình cảm người ta, cứ ngồi đó làm như chuyện của mình với 30 tuổi cưới đi. Đúng là đúng, toàn dân tổ lô không thì đẩy người ta vô chỗ chết không. Em sống như vậy đâu có khổ đâu. Nhưng mà em lấy về mà không yêu là em sẽ khổ. Không có không bình tĩnh, hưởng thụ cuộc sống của mình đi, còn nhiều điều vui lắm và đàn ông người ta sẽ tìm em. Học cái lớp đừng nói trái tim chàng đi, phải có đoạn đầu nó có cái đoạn làm sao cho nhiều người đàn ông ta biết mình dễ ợt luôn, dễ ợt. Cái trong một tháng em có thể có 5-7 người đàn ông tới tìm em. Đi học cái lớp đừng nói trái tim chàng đi, cái phiên bản mới 7 tiếng có hướng dẫn cái phần đó. Già hay trẻ mà không biết cách hành xử trong chuyện tình cảm thì dù trẻ hay già cũng khổ thôi. Đúng rồi, cuộc sống tình cảm nó già trẻ không có liên quan gì cái chuyện là già là sướng mà trẻ là khổ. Anh nói thật với em là già cũng khổ mà trẻ cũng khổ nếu không kiến thức. Tại vì anh tư vấn tuổi từ 70 mấy xuống tới cỡ 18, ok, và anh thấy ở tất cả các tuổi đều có người hạnh phúc, đều có người khổ. Và cái điều đơn giản là không có kiến thức thì khổ là chuyện chẳng có gì lạ. Ok, tiếp tục nè. Chúng em kết hôn đã 10 năm, có hai bé trai, chồng em ngoại tình, ứng xử với em không có sự tôn trọng. Em đã cố gắng hàn gắn nhưng không được. Em đã về nhà mẹ sống được một tuần, em nên làm gì? Em ơi, ở đây em có nói là em đã cố gắng hàn gắn. Đương nhiên chuyện của em á, sống kết hôn 10 năm, có hai con, chồng ngoại tình, nó là cái chuyện cũng không có hiếm lắm ở trong xã hội ngày hôm nay. Và anh nói điều đó không có nghĩa là bôi bác xã hội. Nhưng mà vì cái cuộc sống tình cảm, chúng ta không có kiến thức, chúng ta đến với nhau theo cái kiểu là xui, tức là mình tự nhiên sẽ phải được hạnh phúc và em sẽ, và cả hai đều không được hạnh phúc với cách đó. Nó dẫn tới những cái việc ngoại tình từ người đàn ông hay người phụ nữ. Và điều đó nó có nghĩa là cái hôn nhân em bị hư. Em nói là chồng thiếu em, thiếu sự tôn trọng. Điều đó nó có nghĩa là cái cảm giác nó tụt nhiều, cái cảm giác yêu nó tụt khá nhiều rồi. Rồi em nói là em cố gắng hàn gắn nhưng không được. Em ơi, em làm sao đủ sức hàn gắn? Nếu như em có kiến thức thì em đã không chạy lên đây để hỏi rồi. Còn nếu như em chạy lên đây mà em hỏi thì em ghi là em hàn gắn thì anh buộc phải nghĩ là em không biết. Nó không có khái niệm hàn gắn ở đây một mình em. Em phải có một là xây lại cái hôn nhân. Em không đủ sức hàn gắn cái hôn nhân. Em thứ nhất là em phải có kiến thức, và nếu em có kiến thức thì em sẽ biết cái cách làm sao để chồng em và em cùng xây lại cái hôn nhân đó. Tức là nếu em gọi là hàn gắn. Nhưng nếu mà em một mình em làm thì chắc chắn là không. Và nếu như em nghĩ là em một mình có thể hàn gắn cái hôn nhân thì có nghĩa là em không có kiến thức. Là tại vì cái đó không phải là cách. Một mình em làm sao có thể xây được, hàn gắn được một cái hôn nhân đã vỡ. Anh nói cho em biết nha, cái hôn nhân không vỡ mà chỉ có một mình em cố gắng xây thôi thì sau thời gian nó cũng vỡ. Chứ đừng nói bây giờ nó đã vỡ mà một mình em cố gắng hàn gắn. Phải hai người cùng xây, và nó có cái cách để hai người cùng xây, để cho hai người cùng đồng ý xây. Em đi học cái lớp hôn nhân hạnh phúc và True Love đi. Ngày 24 tháng 3 Sài Gòn là cái đợt cuối cùng của năm nay, à, của tháng này, à, của cái đợt anh về Việt Nam này. Nếu không á, nếu tốt nhất mang chồng vào cái tìm lại cảm xúc. Tự nhiên anh biết cái đó sẽ khó, nhưng mà đó là cái hướng để giúp em đó. Còn em nói em hàn gắn mà không hàn gắn được, em hàn gắn nhưng mà gì, nhưng không được, chuyện nó rõ ràng. Em tưởng hàn gắn là dễ hả? Anh nói thật, anh hỏi em nha, em làm gì để gọi là hàn gắn? Nếu như em nói là em nhịn chồng, em cố gắng, em cố gắng em nhịn, em không gây gổ và em làm cho anh vui, cái đó không phải hàn gắn. Tại vì nó không có xây lên cái cảm giác cho ai mà chồng. Cái đó chỉ là một sự chịu đựng thôi, và chịu đựng không phải hàn gắn. Chính vì vậy cho nên anh muốn xé rõ, phóng lớn cái chữ hàn gắn của em ra, và anh phân tích nó, và anh có thể nói là chữ hàn gắn của em chắc là không đúng rồi. Ok, tức là động tác đó không phải động tác xây hoặc là hàn gắn. Em kêu em đã về nhà mẹ sống được một tuần, em nên làm gì? Bây giờ cái hôn nhân em bị hư thì em nên làm gì? Em nên sửa nó lại. Và để sửa nó thì thứ nhất em phải có kiến thức đã. Rồi sau khi em có kiến thức thì em bắt đầu em bắt tay và em làm. Em nên sửa nó. Những cái em đã từng làm nó chưa phải là sửa. Những động tác nó chưa đúng, chưa đủ, hoặc là nó chưa đủ 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 lớn. Nó chưa vào đúng cái trọng tâm cần làm. Cho nên em chưa có kết quả. Do đó đương nhiên hôn nhân bị hư thì mình vẫn phải sửa trước. Tại vì em chạy về nhà mẹ em, anh hỏi em nha, em chạy về nhà mẹ em thời gian rồi chồng em yêu em mà. Rồi tự nhiên hai người hạnh phúc mà. Nó cũng không phải là giải pháp rõ ràng đấy chưa. Nó chỉ là một cái cách mình trốn cái điều mà không thích nhìn hàng ngày thôi. Và nó là một cái giải pháp tạm thời để mình đỡ bị tổn thương thôi.
nhưng nó không giải quyết được cái chuyện của hôn nhân. Nó chỉ làm cho em dễ chịu một chút đã bị tổn thương thôi, nhưng mà không giải quyết cái hôn nhân, và đôi khi nó làm cái hôn nhân hư thêm, đúng không chừng. Do đó là em để cho hàn gắn được, để cho sửa lại được cái hôn nhân. Câu hỏi của em là em phải làm gì, em nên sửa lại cái hôn nhân. Để sửa lại hôn nhân em phải có kiến thức, trước tiên em nên đi học, rồi sau đó em thực hiện, và rồi hai vợ chồng cùng thực hiện, và rồi em sửa được cái hôn nhân, lúc đó chồng em sẽ hết ngoại tình và cuộc sống em sẽ hạnh phúc hơn. Ok, làm cách nào để một người con gái có mong muốn tham gia vào những lớp học của anh? Khi em yêu em ấy và muốn em ấy có kiến thức hơn, hiện tại em ấy thấy em có nhiều hành xử sai làm em tổn thương, em ấy 23, em 24. Anh thấy cái hình biểu tượng của em là cô gái, mà em viết cái gì anh đọc hồi anh không hiểu gì hết trơn. Anh nghĩ là em viết em là cậu con trai, tại vì cái cách em viết nên đọc lại. Làm cách nào để cho một người con gái có mong muốn tham gia vào những lớp học của anh? Chấm. Câu chưa đủ nghĩa. Làm cách nào để cho một người con gái có mong muốn tham gia vào những lớp học của anh? Chấm. Câu này chưa hiểu. Tiếp tục nè. Khi em yêu em ấy và muốn em ấy có kiến thức hơn, hiện tại em thấy em ấy có nhiều hành xử sai làm em tổn thương, em ấy 23, em 24. Em ơi, bây giờ đơn giản nè. Em mua cái lớp học đó, xong em gửi cho người bạn gái của em và kêu người bạn gái của em đi học, có vậy thôi. Có vậy thôi, có gì đâu. Để cho người ta đi học thì em chỉ cần đăng ký lớp học và mời bạn đi học vậy thôi. Ok không? Câu trả lời của anh cho em. Anh thú thiệt, anh không biết em hỏi cái đó là em muốn hỏi cái gì nữa. Tự nhiên anh đoán cái câu hỏi là như vậy và anh trả lời vậy không? Nhiều chữ em ấy, em ấy, em ấy. Ok. Copy câu này này, rồi tuột tiếp. Em chào anh Tuấn, em và bạn đó quen nhau hơn 1 tháng. Lúc đầu bạn đó chủ động tán tỉnh em, kiểu như hay kiếm cớ gặp hay nhắn tin chở em đi học. Em thì thấy bạn đó cũng có rung động. Để gắn qua đây nghe nè, để nó đang nhảy lại mất đi. Em thì thấy bạn đó cũng có rung động mạnh lúc đầu, nhưng dạo gần đây em có linh cảm là bạn ấy đã bị tuột cảm giác yêu. Qua cách cư xử của bạn thấy bạn đó thay đổi hẳn, ít nhắn tin nói chuyện, có hôm cả ngày chỉ 2 câu nói chuyện hỏi thăm. Bạn thường là người chủ động nhắn tin, có lần bạn im lặng cả ngày và em cũng im như vậy. Đến tối nhắn tin thì bạn hỏi sao không chủ động hỏi han bạn. Nhưng gặp nhau thì bạn có vẻ rất hào hứng, em với bạn chưa quan hệ tình dục. Có lẽ em đã đặt tình cảm nhiều nơi bạn rồi. Em biết như vậy là không tốt nên muốn lùi lại. Em phải làm như thế nào để có thể vượt qua cảm giác nghĩ về bạn đó? Và chuyện của em với bạn có đáng để tiếp tục xây cảm giác yêu nữa hay không ạ? Cho em lời khuyên. Đương nhiên chuyện của em là vẫn tiếp tục xây khi em nói là bạn gặp em thì rất hào hứng. Em ơi, bạn có vẻ chỉ đang thấy tức là cái sự hào hứng của bạn chỉ khi gặp em. Cái mà anh cảm giác anh chưa có câu trả lời cho bản thân anh đó, tức là khi anh đọc vào anh chưa thấy cái logic ở đây em nói nè, là cái đoạn sau đó là em nói là em có linh cảm bạn bị tụt cảm giác yêu qua cách hành xử của bạn thay đổi hẳn, ít nhắn tin nói chuyện, ok, nhưng mà em và bạn mới quen nhau được có hơn 1 tháng thôi. Do đó là ở đây nếu mà anh nối 2 yếu tố đó lại, tức là dạo này bạn tự nhiên có vẻ không có hào hứng như hồi trước, và em và bạn chỉ mới quen 1 tháng, em biết 1 tháng nó ít lắm luôn á, nó mới gần như là nó mới có chút chút thôi. Nếu như gặp nhau hào hứng thì nên tiếp tục những cái cuộc hẹn gặp nhau hào hứng đó và để cho bạn tiếp tục say và theo đuổi em. Nếu như mà bạn nó lùi lại, bạn có cái ý là em không chủ động, điều đó nó chứng tỏ anh đoán nha, là em vì có thể vì sợ bị tổn thương cho nên em tìm cách em lùi lại, em thể hiện cứng nhắc, giống như là tôi là học sắc ông Tuấn Lê, tôi khó tính lắm. Well, mình không nhất thiết phải như vậy, mình không phải là giả bộ khó mà là mình thật sự khó, nhưng mà khó đây là khó bị chinh phục chứ không phải là khó tiếp cận. Đừng hiểu lầm cái đó nha, khó bị chinh phục nhưng mà lại dễ tiếp cận. Điều đó có nghĩa là sao? Là lúc đi chơi em vui vẻ, là em thích cuộc đi chơi đó, và em đầu tư một mức độ tương ứng vào mối quan hệ. Nếu như bạn rủ em đi chơi 3 lần, em vẫn có thể đồng ý và rủ bạn đi chơi 1 lần. Cái điều đó nó không có tới nỗi gọi là em chủ động. Em có thể đề nghị đi chơi, em có thể chủ động một tí ở trong đó. Cái sự chủ động đó nó không tính là chủ động, là tại vì cái tỷ lệ còn quá nhiều. Anh ta chủ động 80-90%, em chủ động 10-20%, thì lúc đó em không phải là chủ động. Hiểu chưa? Bạn ấy vẫn là người chủ động. Nhưng mà cái động tác nho nhỏ đó chứng tỏ là em rất quan tâm tới mối quan hệ. Để chi? Để 2 người tiếp tục hẹn hò đi chơi và xây cảm giác. Do đó là mới có 1 tháng này, em nó chưa có gì cả. Và nếu như em nghĩ là em đã làm đúng và đủ rồi mà anh ta lùi lại, anh ta nhãn lại,
thì có thể xác nhận là anh ta chưa thực sự rung động đủ lớn. Cái cảm giác lúc ban đầu của anh ta sau thời gian nó bắt đầu nó tụt, là anh ta cảm giác là cái sự rung động của mình nó không rõ ràng, không đủ lớn, mà anh ta lùi lại, thì điều đó nó chứng tỏ là lý thông thôi chứ có gì đâu. Lý thông không phải người xấu, lý thông chỉ có nghĩa là anh ta không có sự rung động với mình thôi. Đó là câu trả lời của anh cho em nhé.